8 con giáp tự xông nhà 2024, vận xui đeo bám liên miên, cả nhà lành ít dữ nhiều. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều người hỏi về cái chuyện là tôi tự xông nhà cho tôi có được không? Sau khi các series về cái video chọn tuổi xông nhà của Từ Thông được đưa lên, thì nói chung ấy, cũng có rất nhiều tuổi mà tự xông nhà cho mình là tốt. Nhưng bên cạnh đó, không ít những cái tuổi mà tự xông nhà cho mình thì nó lại trở thành một cái điểm hung hoạn, mang lại cái xui rủi, mang lại cái vận hạn cho cả gia đình. Những tuổi sau đây mà tự xông nhà cho mình thì cả năm lành ít dữ nhiều, gặp nhiều cái đùi xui rủi trong cuộc sống. Và trong cái năm mới thì người ta thường mong muốn cái vận đỏ, đúng không? Những cái điều tốt đẹp nhất, những điều tốt lành nhất đến với mình, nên mới chọn những cái tuổi xông nhà cát lành nhất. Nhưng mà quý vị không chọn được thôi. Nhưng mà nếu quý vị thuộc một trong 8 tuổi sau đây thì tuyệt đối cấm tự xông nhà cho mình. Đấy, cấm tự xông nhà cho mình nhé, chứ không phải nên xông nhà cho người khác. Có những tuổi xông nhà cho mình không được, nhưng mà đi xông cho người khác lại được đại cát đại lợi. Còn 8 tuổi sau đây nếu mà tự xông nhà cho mình trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì dễ bị vận xui đeo bám và lành ít dữ nhiều. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, và cái chuyện là chọn người xông đất, chọn người xông nhà, cũng như là chọn người kết hôn, hôn phối hoặc là kết hợp làm ăn ấy, thì người ta cũng thường là tự chọn cho mình những người phù hợp nhất. Và dựa trên các học thuật phong thủy thì người ta cũng sẽ phân ra làm các cục diện. Những cục diện sau thì được gọi là cục diện xấu, đúng không ạ? Một là gì? Xung. Hai là gì? Hình. Đúng không? Ba là gì? Ba là phá. Bốn là hại. Và có một cái thứ năm là tuyệt. Đấy. Thì có một cái đặc biệt ở cái cục diện hình này, cái mối quan hệ tương hình này, thì nó có tam hình, có nhị hình, đúng không ạ? Và có một cục diện nữa là tự hình. Đấy, tam hình, nhị hình và cục diện tự hình. Đấy. Thì những con giáp mà nào mà rơi vào cái cục diện tự hình này ấy, thì tuyệt đối cấm xông nhà trong năm 2024. Đó. Và đặc biệt ấy, thì chúng ta như những video trước Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị ấy, thì chúng ta cái chuyện xung nhà ấy, thì thứ nhất là hợp với thái tuế, thứ hai là không bị xung tuổi, không hình phá hại với tuổi, đúng không ạ? Vậy nên là gì? Những bạn nào mà những anh chị nào, những các bác nào mà bị phạm vào cái tuổi tự hình nhá, tự hình thì tuyệt đối không nên xông nhà trong năm 2024. Tự mình xông nhà nhé, không nên tự mình xông nhà năm 2024. Có những tuổi xông nhà cho người khác rất tốt, nhưng mà tự mình xông nhà lại trở thành một cái điều hung hoạn. Đó. Và bên cạnh đó gặp cái tuổi tự hình này thì quý vị cũng không chọn người cùng tuổi với mình xông nhà cho mình nhé. Nhớ, quý vị nhớ. Một là không để mình tự xông nhà, hai là chọn người cùng tuổi. Ví dụ như là những người tuổi Dậu 1981 thì cũng không chọn người tuổi Dậu xông nhà, kể cả 1981, 1959, 1962 vân vân, kiểu như vậy. Đó, đấy là ví dụ như thế. Và cái cục diện tự hình ấy, tức là nó tự hình mình. Đấy, tức là tự mình có cái âm mưu, có cái mưu đồ nào đó mà dẫn đến cái bản thân nó bị phạm tội. Các cục diện tự hình thì bao gồm có gì? Thìn hình thìn, ngọ hình ngọ, dậu hình dậu và hợi hình hợi. Đó là cục diện tự hình lẫn nhau. Tự hình có nghĩa là gì? Tự mình hại mình, hay cụ thể hơn ấy, là bản thân có chí lớn nhưng mà vì quá nóng nảy, kém hiểu biết hoặc là quá tham lam, nên từ đó sẽ làm ra những cái hành động gây hại tới chính bản thân mình và những cái người xung quanh. Ví dụ như là gì? Ví dụ như tiêu tốn của cải tài sản nhờ cái hình thức cờ bạc, hoặc là gì? Đầu tư phạm pháp hay là làm các hành vi phạm pháp trái pháp luật khác. Đó. Và theo các chuyên gia phong thủy ấy, thì có 4 con giáp tự hình nữa. Cho nó thìn là thuộc mộ của thủy cục. Đó. Thì được xem là kho chứa của nước. Ngọ là nơi mà hỏa nó vượng, đúng không? Và dậu là chỗ của kim vượng, và thủy và gì? Hợi là nơi của thủy vượng. Đó. Vậy nên đây là những con giáp mà chúng ta không nên tự xông nhà cho nhau. Và mỗi một cái địa chi thì đều có khí vượng, nhưng trong trường hợp khí nó vượng quá ấy, thì nó dễ sinh ra những tai họa. Trong trường hợp mà các địa chi nó giống nhau mà lại xếp cùng nhau thì được gọi là tự hình, tức là gì? Tự mình làm tổn hại đến bản thân. Chính vì thế mà trong năm 2024 có 4 con giáp dưới đây được cho là cục diện tự hình, không nên lấy làm những cái tuổi xông nhà, vì nó sẽ dễ bị phạm phải những điều đại kỵ, và cái chuyện xông nhà thì lành ít dữ nhiều. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên ấy, chúng ta cùng xét về con giáp tự hình đầu tiên ấy, mà không nên tự xông nhà cho mình đầu tiên, thì đó chính là những người tuổi ngọ. Quý vị thân mến, trời sinh những người tuổi ngọ hầu hết là những người mà độc lập, yêu tự do và có nhiệt huyết. Dường như không bao giờ họ thỏa mãn với những cái gì họ đạt được. Với cái trí tuệ và một chút cái chuyện phiêu lưu của mình ấy, thì cuộc sống của những người tuổi ngọ rất là sôi động và rất nhiều màu sắc. Đấy, tuổi ngọ trong năm 2024 mà đi xông nhà cho những ông khác thì nói chung là cũng khá là tốt lành và may mắn. Đặc biệt là với ông tuổi ngọ, tuổi tuất và tuổi mùi thì rất là tuyệt vời. Thế nhưng ấy, những người tuổi ngọ mà tự xông nhà cho mình thì chưa hẳn đã là một điều tốt. Đó. Đặc biệt là ví dụ những người tuổi ngọ như các bác 1954 mà muốn mượn 1990 đến sông nhà thì cũng không nên. Đó, vì là gì? Nó phạm vào cục diện tự hình, tức là ngọ hình ngọ. Quý vị nhớ nhé. Thưa quý vị, trên khía cạnh phong thủy ấy, thì ngọ là hỏa thuộc dương, hơn nữa ngọ thì lại là có giáp tự hình nên là rất tự xung khắc. Ngoài ra thì những người tuổi ngọ là những người có nhịp sinh học và lịch làm việc khá là đặc biệt. Họ coi cái công việc là lẽ sống và làm việc không biết mệt mỏi. Nếu mà cùng làm đối tác thì có thể đây là một cái điều tuyệt vời. Họ sẽ dễ dàng cùng nhau làm gì? Phá tan cái giới hạn, cống hiến hết mình và tạo dựng cái sự nghiệp vững chắc lễ lừng. Nhưng nếu mà họ tự xông nhà cho mình ấy, tức là nằm trong cùng một cái công việc đó đấy, thì chưa hẳn là một điều tốt. Với cái bản tính phiêu lưu tự do thì những người tuổi ngọ hầu như sẽ chẳng quan tâm gì đến gia đình con cái. Lâu dần cái điều này nó trở thành gì? Khó tránh khỏi những cái mâu thuẫn, những cái cãi vã, và trong gia đình ấy, thì lành ít dữ nhiều. Những người tuổi ngọ cần một người bạn đời thân thiết, biết thông cảm và hãy biết chăm sóc nhà cửa, con cái là điều trên hết. Có như vậy thì mới có cuộc sống được thỏa mãn, viên mãn, lâu dài như ý. Tại sao những người tuổi ngọ lại không tự nên xông nhà cho mình, đúng không ạ? Trong thời gian này thì nói chung ấy, năm 2024 là cũng là cái năm mà những người tuổi ngọ có nhiều cái bứt phá mới, thành công mới. Nhưng mà ấy, xét về cái cục diện là công việc sự nghiệp ấy, thì đứng trước những khó khăn hay thử thách thì những người tuổi ngọ không bao giờ biết sợ hãi, lùi bước. Ngược lại, càng khó khăn lại càng quyết tâm chinh phục cái mục tiêu hơn. Nhờ vào sự khéo léo trong cái phần giao tiếp mà những người tuổi ngọ ấy thì có mối quan hệ xã giao rất rộng rãi, được nhiều người yêu quý. Bởi vậy, những lúc gặp phải hoạn nạn khó khăn thì những người tuổi ngọ thường nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tuy nhiên, đó là với người ngoài, chứ còn với mình thì lại là cái điều ngược lại. Đó. Nói chung ấy, những người tuổi ngọ lại dễ bị thu hút bởi những cái thứ mới lạ, hấp dẫn. Hoặc là gì? Bởi gì? Không ít những cái lần những người tuổi ngọ bỏ việc giữa chừng để chạy theo những cái thứ mới mẻ kia. Bản tính cả thèm chóng chán này khiến cho những người tuổi ngọ gặp khá nhiều rắc rối trong cuộc sống. Cuộc đời của những người tuổi ngọ thì cũng diễn ra khá nhiều cái biến động và nhiều cái thay đổi. Họ có thể ổn định cuộc sống và cái công việc theo cái ý muốn. Nguyên nhân sâu xa là do cái tính nóng vội, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và dễ thay đổi của họ. Khi mà trưởng thành ấy, thì những người tuổi ngọ mới có cái suy nghĩ chín chắn hơn và nhận thấy cái trách nhiệm của mình đối với những người xung quanh. Những người tuổi ngọ là những người năng động, nhiệt tình và cháy hết mình với đam mê, với công việc. Họ dường như là không bao giờ gặp khó khăn trong vấn đề về tài chính. Ngược lại, những người tuổi ngọ còn có thể giúp đỡ nhiều người nghèo khổ khác có hoàn cảnh bất hạnh trong cái cuộc sống này trở nên tốt lành hơn. Và những người tuổi ngọ thì để đạt được thành công thì những người tuổi ngọ phải trải qua không ít những cái sóng gió, không ít những khó khăn, không ít những thất bại, đôi khi còn là cả những sự tuyệt vọng nữa. Khi họ nhận ra những cái thay đổi nhanh chóng và họ luôn khiến họ rơi vào cái tình thế khủng hoảng, thì cũng là lúc mà những người tuổi ngọ quyết định thay đổi bản thân, kiên trì bước tiếp trên con đường do mình đã chọn, dù có đầy chông gai hay là gian khổ thế nào đi chăng nữa. Những người tuổi ngọ cũng dễ bị rung động bởi cái vẻ đẹp của những người khác giới và bị rơi vào cái vòng xoáy của tình yêu lúc nào mà không hay. Họ sẽ không đủ tỉnh táo để điều khiển cái lý trí của mình khi mà yêu một ai đó. Những người tuổi ngọ chỉ biết lắng nghe lời trái tim mách bảo và hành động theo một cách trực giác. Cái sự khéo léo trong giao tiếp khiến cho những người tuổi ngọ cũng được nhiều người yêu quý, đặc biệt là những người khác giới. Đó là cái lý do tại sao những người tuổi ngọ có rất nhiều người theo đuổi và được cho là con giáp khá là đào hoa. Những người tuổi ngọ thời còn trẻ tuổi thì khá nhiều cái cuộc tình có thể là tìm đến được với một người phù hợp với mình. Những người này thì thường kém may mắn trong cái chuyện tình duyên đôi lứa, phải trải qua nhiều cái cuộc tình, nhiều cái tổn thương, tuổi ngọ mới có thể tìm được cái hạnh phúc thật sự. Những cuộc tình chóng vánh của họ cũng tan vỡ, một phần là do gì? Nôn nóng, vội vàng, và đặc biệt là do cái tính cả thèm chóng chán, đứng núi này trông núi nọ. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì phụ nữ tuổi ngọ thì thích những người đàn ông mẫu mực, mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Họ luôn mong ước được cùng người mình yêu trải qua những khó khăn, trải qua những thử thách trong cuộc sống và xây dựng những mối quan hệ lâu dài và bền vững. Khi đã lập gia đình ấy, thì người phụ nữ tuổi ngọ hết mực chăm lo cho chồng, cho con và là những người chân thành đấy, trong gia đình. Nói chung ấy, đàn ông tuổi ngọ thì thời trẻ thường ham chơi, thích tự do với cuộc sống bên ngoài, ít khi dành thời gian quan tâm chăm sóc gia đình. Nhưng khi trưởng thành ấy, họ lại có những cái suy nghĩ khác, chín chắn hơn. Thay vì tụ tập bạn bè sau những giờ làm việc thì họ quay về nhà với tổ ấm của mình, cùng ăn cơm tối, nói chuyện với vợ, với con, với những người thân trong gia đình. Đối với đàn ông tuổi ngọ thì không gì có thể quan trọng bằng chính cái tình yêu thương, sự chan hòa của mọi người trong nhà. Những người tuổi Ngọ có thể kết duyên với những người tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi thì cũng được nên duyên vợ chồng, và kỵ những người tuổi Sửu, tuổi Tý, nếu không sẽ gây ra nhiều xung đột, nhiều mâu thuẫn. Và đặc biệt là cái mối quan hệ tự hình ấy, nó sẽ khiến cho những người tuổi Ngọ gặp trắc trở khi mà tự mình làm cái việc gì đó, hoặc là mời những người mà cùng tuổi với mình kết hợp với mình làm ăn. Đó. Chi tiết từng tuổi như sau. Thứ nhất, chúng ta cùng xét tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, được gọi là gì? Ngựa trong nhà hay là gì? Lộ bằng thổ. Những người tuổi Ngọ ấy là những người năng động, nhiệt tình nhưng mà thiếu đi cái thực tế. Vậy nên đôi khi những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 ấy, họ để đặt ra quá nhiều cái mục tiêu mà không thể hoàn thành. Những người này thì thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống và không ngừng học hỏi, thu thập những cái kiến thức xung quanh. Họ là những người thẳng thắn trong mọi vấn đề và ghét những cái người giả tạo, lắm mưu nhiều kế. Tuy nhiên đôi khi ấy, gặp phải khó khăn, công việc bị trắc trở thì họ lại ỷ lại dựa dẫm, lại trông cậy vào những người khác mà không tự mình giải quyết những cái rắc rối đó. Đó. Vậy nên là gì? Những người tuổi Ngọ 1990 thì cũng là những người mà không phù hợp để tự xông nhà cho mình. Tiếp theo là những người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942 hoặc là 2002, được gọi là Dương Liễu Mộc. Đó. Nói chung gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 hoặc là 1942 ấy, có ngoại là Mộc, có nhiều cái ước mơ, có nhiều cái hoài bão trong cuộc sống, và họ luôn cố gắng phấn đấu làm việc hết mình để đạt được cái mục tiêu. Thế nhưng cái bản tính dễ thay đổi cũng khiến cho họ gặp phải không ít những cái khó khăn, những cái rắc rối trong cuộc sống. Những người tuổi Nhâm Ngọ ấy thì dễ dàng xoay chuyển 360 độ theo cái hướng khác nếu như mà ở đó có sự mới mẻ, có sự độc đáo hơn. Họ luôn biết cách để thu hút cái sự chú ý của mọi người. Đám đông sẽ trở nên sôi động hơn, nhộn nhịp hơn, ồn ào hơn nếu như có những người tuổi Nhâm Ngọ có mặt ở đó. Họ sẽ khéo léo thuyết phục, tạo cái ấn tượng tốt với mọi người ngay từ những lần gặp đầu tiên. Đó là lý do mà tại sao những người tuổi Nhâm Ngọ rất được nhiều người yêu mến và có nhiều bạn bè. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, tức là Sa Trung Kim ấy, có ngoại hình là Sa Trung Kim ấy. Thì dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn nào thì những người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 ấy vẫn giữ nguyên được cái thái độ ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ thích dành thời gian của mình để hưởng thụ cái cuộc sống là lao động. Bởi vậy mà những người tuổi Giáp Ngọ thích có những cái chuyến du lịch xa cùng bạn bè, cùng người thân, cùng gia đình. Họ cũng là những người mà thẳng thắn trong cái việc bày tỏ cái cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nếu như mà không thích một ai, họ sẽ trực tiếp từ chối chứ không mập mờ khiến cho mọi người phải hiểu lầm. Hoặc nếu có đem lòng thương nhớ một người khác giới thì những người tuổi Ngọ sẽ bày tỏ một cách là thật lòng nhất, dù tình cảm đấy không được chấp nhận đi chăng nữa. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Thưa quý vị, những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là một trong những con giáp có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và có óc phân tích cực kỳ nhạy bén. Bởi họ gặt hái được nhiều cái thành công trên con đường công danh sự nghiệp, trên con đường xây dựng và phát triển cái sự nghiệp của mình. Đặc biệt những người tuổi Bính Ngọ thì là những người có tài kinh doanh và tổ chức, quản lý công việc rất là khéo léo. Họ thích tự mình sắp xếp đồ đạc, trang trí cái không gian quanh nhà mình. Có khi ấy, họ bày tỏ tình yêu và cái sự quan tâm của mình đối với mọi người trong gia đình bằng cách là chuẩn bị những cái bữa ăn thật ngon, và luôn là những người tạo ra cái bầu không khí vui vẻ, hài hước và mang lại cái tiếng cười cho mọi người. Dù bận rộn đến mấy thì những người tuổi Bính Ngọ 1966 ấy, vẫn luôn biết cân bằng cái thời gian và cái công việc để chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ của mình. Đó. Tiếp theo chúng ta xét về những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, có ngũ hành là Thiên Tượng Hỏa. Thưa quý vị, những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 là những người mà yêu cuộc sống tự do và thích được khám phá vô vàn những điều mới mẻ trong cái cuộc sống bên ngoài. Những cái thứ cũ kỹ nhàm chán sẽ không thể thu hút được những người tuổi Mậu Ngọ này. Những người này thì luôn lựa chọn những bộ trang phục độc đáo, hấp dẫn để họ tự tin nổi bật trước đám đông mà không bị trùng lặp với bất kỳ ai. Họ sẽ nghiêm túc và hết mình với công việc được giao, dù phải trải qua nhiều cái khó khăn, gian nan, nhưng một khi đã hứa là những người tuổi Mậu Ngọ là làm cho bằng được. Đối với họ, chữ tín và danh dự của một con người ấy là cái phẩm chất đáng quý nhất. Tuổi Mậu Ngọ có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, nhưng không phải là ai họ cũng coi là tri kỷ được. Tình bạn thân thiết của họ phải dựa trên cái sự tin tưởng và sự tôn trọng lẫn nhau thì mới có thể lâu dài và bền chặt. Họ tuyệt đối không bao giờ kết bạn với những người giả tạo và không chân thật. Đó. Như vậy là gì? Quý vị thấy đấy, những người tuổi Ngọ là những người rất là tốt, rất là cát lành, và cái vận khí của họ trong năm 2024 năm Giáp Thìn cũng rất là tốt. Họ là một trong những con giáp xông nhà tuyệt vời cho những người khác, nhưng khi tự xông nhà cho mình, đó lại là một cái thảm họa. Nếu mà họ tự xông nhà cho mình ấy, thì lại là không tốt, đúng không ạ? Và xông nhà dễ dẫn tình trạng là gì? Cả nhà sẽ dễ gặp nhiều chuyện không hay. Đó là những người tuổi Ngọ. Tiếp theo chúng ta xét con giáp không nên tự xông nhà thứ hai, đúng không? Con giáp này cấm kỵ tuyệt đối tự xông nhà cho mình, đó. Đó là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu đa phần là những người trời sinh có tài năng, sống rất là có trách nhiệm. Nhưng mà điểm yếu của những người tuổi Dậu là gì? Luôn thấy mình hơn người, nên là có phần là kiêu ngạo. Họ cũng sống rất là thẳng tính, cầu toàn, nên thường chỉ trích những người khác khi thấy mà các nhược điểm của họ. Nếu mà những người tuổi Dậu tự xông nhà cho mình ý, thì giống như là hai cái thanh kim loại, đúng không? Nó va vào nhau thì rất khó có thể tốt được. Có thể năm nay thì nó chứa đẩy những mâu thuẫn, những cái cãi vã với người khác vì cục diện là tự hình của mình. Đấy. Nên là gì? Những người tuổi Dậu trong năm 2024, năm Giáp Thìn ấy, thì không tự xông nhà cho mình được. Năm 2024, những người tuổi Dậu thì phải biết kìm lại cái tôi của mình thì mới mong có một cuộc sống bình an, hoặc là phải tìm một cái con giáp khác không so đo, hoặc là gì tự mình sẽ phải làm mới mình lên. Đấy, thì mới được may mắn. Và trong cái năm 2024 ấy, những người tuổi Dậu không nên tự xông nhà cho mình. Đó, vì là gì? Dậu là tự hình. Đó, quý vị nhớ nhá. Mặc dù những người tuổi Dậu là những người mà xông nhà cho những con giáp khác là cực kỳ tuyệt vời. Đó. Nhưng mà ấy, tự xông nhà cho mình lại là một cái điều không may mắn. Đó. Trừ một con giáp nhá, trừ những người tuổi Tân Dậu thì tự xông nhà cho mình lại đẹp. Còn những cô tuổi Dậu khác xông nhà cho mình lại là điều không may mắn. Quý vị nhớ nhá. Chỉ có ông Tân Dậu là tự xông nhà cho mình là tốt thôi. Đó. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu là những người mà có nhiều cái mơ ước, có nhiều cái hoài bão và có quyết tâm kiên định. Khi mà đặt ra mục tiêu cho mình ấy, thì họ cố gắng theo đuổi đến cùng, dù có phải trải qua nhiều cái khó khăn, nhiều cái thử thách, thì những người tuổi Dậu cũng không hề bỏ cuộc. Tuổi Dậu là những người thông minh, sắc sảo, nhanh nhẹn, hoạt bát, có thể thành công trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Họ có thể trở thành những người lãnh đạo tài ba hay là một nhân viên xuất sắc. Dù ở vị trí nào thì vai trò của những người tuổi Dậu vẫn có thể phát huy tối đa cái tài năng và cái tinh thần trách nhiệm cao của mình. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Dậu là những người khéo léo trong giao tiếp. Vì vậy họ có thể xây dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao, làm ăn cực kỳ tốt đẹp. Không ai giỏi thuyết phục người khác bằng những người tuổi Dậu. Lĩnh vực ngoại giao sẽ là cái sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Đấy. Nói chung ấy, nam hay là nữ giới tuổi Dậu thì đều có thể là thử sức trong lĩnh vực này. Đó. Bên cạnh đó thì làm việc với những người tuổi Dậu, các bạn sẽ luôn mang trong cái tình trạng là gì? Phấn đấu, nỗ lực hết mình. Bởi những người này thì rất là cầu toàn, chỉ cần một cái sai sót nhỏ cũng khiến cho họ không ưng ý. Cái điểm yếu duy nhất của những người tuổi Dậu khi làm việc đó là gì? Quá do dự, thiếu quyết đoán. Điều đó khiến cho họ bỏ lỡ nhiều cái cơ hội quan trọng để phát triển cái sự nghiệp của mình. Những người tuổi Dậu phù hợp với cái công việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể, bởi đôi lúc thì họ bảo thủ, cố chấp, không chịu nghe ai. Đấy, cái điều đó sẽ khiến cho những người tuổi Dậu bị tụt lại phía sau khi mà gì đi với đồng nghiệp. Đó, họ thích được mọi người ca ngợi, khen tụng với những cái chiến công của mình. Ngược lại, không ai được phép chê bai, lên án hay là nhận xét những người tuổi Dậu. Nếu như bạn lên án gay gắt những cái sai trái của những người tuổi Dậu ấy, thì sẽ có thể họ nổi nóng và bỏ đi, không nói một lời nào. Thưa quý vị, thế nhưng ấy, những cái ưu điểm của những người Dậu lại là cái ưu điểm đáng khen hơn cả, đúng không ạ? Họ tự tin với một con đường đi của mình. Một khi mà đã đặt ra mục tiêu thì những người tuổi Dậu bao giờ cũng gì làm hết mình, không bao giờ bỏ cuộc. Cái sự nghiệp của những người này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng mà cái sự kiên trì, cái sự quyết tâm sẽ giúp họ vươn lên, tiến đến cái thành công và chinh phục những ước mơ, hoài bão của mình. Đấy, họ là một trong con giáp xông nhà cho những người khác rất là tốt, đặc biệt là tuổi Thìn, đúng không ạ? Tuổi Sửu và tuổi Tỵ thì rất là tốt, nhưng mà lại không phù hợp tự xông nhà cho mình. Đó. Thưa quý vị, tại sao những người tuổi Dậu xông nhà tốt cho người khác mà lại không tự xông nhà cho mình được? Xin mời quý vị theo dõi tiếp này. Đó. Thứ nhất là những người tuổi Dậu có cái sự tinh tế, khả năng quan sát và cái phân tích nhạy bén. Tuổi Dậu luôn có những cái định hướng chính xác, rõ ràng, dường như họ luôn là những người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Vì vậy, những người tuổi Dậu được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, tôn trọng và tin tưởng. Tuổi Dậu từ khi còn nhỏ thì đã thông minh, tài trí và sắc sảo, có nhiều cái ước mơ, có nhiều cái hoài bão. Họ làm việc gì thì cũng có mục đích, trừ cái việc giúp đỡ người khác. Trong công việc thì những người tuổi Dậu thể hiện những cái tư duy độc đáo, tinh tế và mới lạ, logic. Bên cạnh đó, họ lại là những người mà sống rất tình cảm, nhưng họ lại dễ bị cô lập với những người khác, kể cả với những người thân trong gia đình. Những người này thì tài lộc dồi dào, thịnh vượng, nhưng mà cần phải chú ý đến cái vấn đề sức khỏe. Cuộc đời của họ thì không phẳng lặng, không bình yên như mọi người vẫn nghĩ. Để có được cái cuộc sống sung sướng ấy, ổn định ấy, thì những người tuổi Dậu cũng phải trải qua khá nhiều cái gian nan và cái thử thách. Dù gặp phải nhiều chuyện khó khăn, nhưng mà những người tuổi Dậu là những người kiên trì, có ý chí, có quyết tâm vững vàng. Họ không bao giờ bị khuất phục trước những cái điều gì cả. Càng về sau thì tài lộc của những người tuổi Dậu lại càng dồi dào, không lo thiếu thốn về tài chính. Nói chung ấy, họ là những người độc lập, luôn tự mình giải quyết công việc, không ỷ lại, không dựa dẫm vào người khác. Họ giỏi trong cái việc kiếm tiền và cũng không ngần ngại chi tiêu chúng. Thậm chí tuổi Dậu còn chi một cách là hoang phí. Chả bao giờ là những con giáp này tiết kiệm được nhiều tiền cả. Bởi vậy, dù tài chính rất là mạnh, nhưng những người tuổi Dậu vẫn thường xuyên trong tình trạng là cháy túi, đúng không ạ? Nói chung ấy, đây là những con người năng động, hài hước, luôn nổi bật trước cái đám đông và được nhiều người chú ý. Vì thế họ có một cái đời sống khá là phong phú. Những người này tuy bề ngoài rất là mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng mà thật ra ấy, họ sống giàu tình cảm, dễ xúc động và dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó thì họ là những người thẳng thắn, bộc trực, khó có thể gây được cái thiện cảm với những người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ khi tiếp xúc nhiều lần và trở nên thân thiết hơn ấy, thì các bạn mới có thể là cảm nhận được cái lòng nhân hậu và cái sự tốt bụng cũng như là trung thành của những người tuổi Dậu. Đối với những người này thì gia đình là cái nơi thiêng liêng quan trọng nhất trong cái cuộc đời. Mỗi khi mà họ gặp khó khăn thì gia đình chính là cái nguồn động lực đầu tiên mà họ cần để tiếp thêm cái động lực cho mình, tiếp thêm cái sức mạnh cho mình để vượt qua những thử thách. Dù là trên phương diện nào đi chăng nữa, tình yêu, gia đạo, thì những người tuổi Dậu cũng ít khi bộc lộ thể hiện cái cảm xúc tình cảm của mình ra bên ngoài. Họ thích được người khác ca ngợi, ca tụng, lại vụng về trong cái cách là khen ngợi hay là bày tỏ cảm xúc, quan tâm, chăm sóc đến người khác. Tuổi Dậu chỉ âm thầm thể hiện cái tình yêu thương, trân trọng của mình qua từng cái hành động ấm áp. Đấy. Nói chung ấy, đàn ông tuổi Dậu thì có xu hướng tìm kiếm cho mình những người bạn đời có chung cái sở thích, chung tính cách, chung quan điểm và trong cái cuộc sống. Họ hy vọng xây dựng được một cái mối quan hệ hòa hợp, vững chắc, lâu dài và dựa trên cái sự yêu thương, tin tưởng lẫn nhau. Dù được nhiều cô nàng chú ý, nhưng mà đàn ông tuổi Dậu vẫn hết lòng chung thủy với tình yêu của mình. Họ chăm chỉ làm việc, không ngừng để phấn đấu, xây dựng cái sự nghiệp, đem lại cái cuộc sống sung túc và đầy đủ đó cho những người thân của gia đình. Thưa quý vị, nam giới tuổi Dậu thì cần phải học cách trân trọng đối phương, dành nhiều thời gian để xây dựng cái tình yêu cho mình. Nói chung ấy, trên cái phương diện tình yêu thì những người tuổi Dậu kết duyên với những người tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn thì đời đời sẽ được sống hạnh phúc, gia đình thì hòa thuận, và kết duyên với những người tuổi Mão hoặc là gì tuổi Tuất ấy, thì cũng sẽ không tốt, nó sẽ gây ra những hệ lụy khó lường đó. Và để xét xem là tại sao những người tuổi Dậu lại không thể tự xông nhà được, chúng ta cùng xét về từng tuổi nhé, từng tuổi một. Đó, mặc dù là họ xông nhà cho người khác rất là tốt đấy, năm nay ấy, như tôi đã nói đầu tiên ấy, chia sẻ đầu tiên, cái video đầu tiên ấy, thì những người tuổi Dậu là con giáp xông nhà tốt nhất mà chúng ta nên chọn đấy. Nhưng mà trừ tuổi Dậu nhá, đấy, chỉ có ông Tân Dậu thôi là tự xông nhà được, còn lại các tuổi Dậu khác thì không nên tự xông nhà cho mình. Thì đầu tiên chúng ta xét là tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 đó, nó thuộc ngũ hành là gì, là ngũ hành Kim. Người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 ấy, một khi mà đã đặt ra mục tiêu của mình ấy, thì họ sẽ kiên trì và phấn đấu tới cùng. Với cái sự khéo léo trong giao tiếp thì họ sẽ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực. Tuy vậy, những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 lại khó gây được cái ấn tượng tốt với mọi người xung quanh, bởi họ không bao giờ chịu nhường nhịn, thua kém ai. Đôi lúc họ bị đánh giá là những người mà kiêu kỳ, ngạo nghễ, không hòa đồng. Vậy nên ấy, những người tuổi này nên mượn tuổi khác xông nhà, không nên tự xông nhà cho mình. Tiếp theo là những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 cũng không nên tự xông nhà cho mình. Những người tuổi Ất Dậu là những người mà có tính tình thẳng thắn, hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Khi làm việc thì họ tập trung cao độ, không có bất kỳ cái điều gì có thể làm những người tuổi Ất Dậu ấy phân tâm được. Những người này sống rất là năng động và tích cực. Giữa đám đông thì họ luôn là những người nổi bật, sôi động, và những người tuổi Ất Dậu thuyết phục mọi người khác và đưa họ vào những cái trải nghiệm hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nói chung ấy, là người vui tính vui vẻ như vậy với người khác, nhưng mà đôi khi những người tuổi Ất Dậu lại cũng không thể tự xông nhà cho mình được. Quý vị nhớ nhé. Tiếp theo là chúng ta xét đến tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 đó. Thưa quý vị, tuổi Đinh Dậu 1957 thì có một cái tuổi thơ, nói chung là thường gặp nhiều khó khăn, gian khổ. Bởi vậy họ sớm ý thức được và xác định được cái mục tiêu phấn đấu, cố gắng trong cái cuộc sống của mình. Nhờ vào cái tài năng và cái ý chí kiên định thì những người này có thể vượt qua mọi cái thử thách, mọi cái chông gai. Họ nhiệt tình trong những cái mối quan hệ xã hội, bạn bè. Tuy nhiên, cái điểm yếu lớn nhất của những người tuổi Đinh Dậu đó là gì? Nóng nảy, khó kiềm chế được cái cảm xúc. Và cái câu châm ngôn cả đời của những người tuổi Đinh Dậu là gì? Xây dựng một mối quan hệ phải mất 1000 lời nói, hủy diệt cái mối quan hệ chỉ cần mất một lời. Đó. Tiếp theo chúng ta xét những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Thì cái đường tình duyên của những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 ấy, đa số gặp nhiều cái may mắn thuận lợi. Họ sớm xây dựng được một cuộc sống gia đình với người bạn đời tâm đầu ý hợp. Những người này thì khéo léo trong cái cách tạo ra cái mối quan hệ với người khác. Bởi vậy họ được mọi người xung quanh cực kỳ là yêu quý. Nói chung trong công việc ấy, thì những người tuổi Kỷ Dậu ấy đã hết mình bùng cháy vì cái đam mê. Không bao giờ họ cảm thấy chán nản hay là mệt mỏi. Mỗi khi gặp khó khăn thì họ đều tự mình giải quyết, không dựa dẫm vào ai. Những người này thích hợp với những công việc đòi cái sự tẩn mẩn, tỉ mỉ, đúng không ạ? Vậy nên là gì? Họ cũng là một trong con giáp không nên tự xông nhà cho mình trong năm 2024. Đi xông nhà cho ai cũng được, đấy, trừ mình và ông Mão, ông Tuất. Tiếp theo chúng ta xét tuổi Tân Dậu 1981, đấy. Tân Dậu 1981 thì trong mắt của mọi người, người tuổi Tân Dậu như cái biểu tượng gì của cán cân công lý. Bởi những người này luôn tìm kiếm cái sự hòa hợp, công bằng dù trong công việc hay là trong đời sống hàng ngày. Những người tuổi Tân Dậu là những người mà hòa hợp, thân thiện và có nguyên tắc trong cái cuộc sống. Họ đặt ra cho mình những cái mục tiêu nhưng lại rất thực tế, không quá xa vời. Những người này thì không ưa mạo hiểm, không ưa thử thách bản thân. Họ chỉ làm những cái việc mà cảm thấy phù hợp và vừa sức mình. Đó. Đó là những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Vậy nên là gì? Trong tất cả các con giáp tuổi Dậu thì chỉ có duy nhất một con giáp 1981 Tân Dậu là có thể tự xông nhà cho mình được. Còn những con giáp còn lại thì tuyệt đối cấm không. Tiếp theo con giáp thứ ba mà chúng ta cũng không nên tự làm xông nhà cho mình ấy, đó chính là những người tuổi Hợi. Hợi thì hình Hợi. Đấy. Những người sinh năm Hợi thì được cho là những người mà tốt tính, hiền lành, tràn đầy cái sự lương thiện và luôn quan tâm đến người khác. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ người khác hiền lành như người tuổi Hợi thì có thể làm cái tuổi xông nhà được trong năm 2024. Xét về cục diện âm dương ngũ hành xung khắc ấy, thì những người tuổi Hợi là gì? Là tự hình. Đấy. Tuy nhiên họ cũng có những cái điểm yếu hay là gì? Hay mềm lòng, hay thỏa hiệp và sống theo cái cảm xúc hơn là cái lý trí. Khoan dung nhiều nên là dễ trở thành cái người nhu nhược. Nhiều khi ấy, không phân biệt được đúng sai, dễ bị kẻ xấu lợi dụng và lừa gạt. Những người tuổi Hợi là những người có nhiều cái ước mơ, có nhiều cái hoài bão trong cái cuộc đời, nhưng mà không bao giờ họ tham lam, ích kỷ vì cái lợi ích của bản thân mà làm tổn hại đến những người khác. Khi làm việc thì những người này khá là cẩn thận, chậm chạp nhưng mà lại vô cùng là chắc chắn. Họ may mắn được trời phú cho cái tài năng và thích hợp trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi trong cuộc đời cũng có nhiều cái cơ hội để phát triển cái tài năng của mình. Cái sự tỉ mỉ, cái sự cần cù và cái tấm lòng nhân hậu ấy sẽ giúp họ trở thành những người tài năng, giỏi giang như là bác sĩ tâm lý hay là gì? Những người mà nhiệt huyết với nghề, tư vấn. Đó. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cuộc sống của những người tuổi Hợi lúc nào cũng bình yên, đơn giản như là giống như là gì? Cái tính cách của họ vậy. Tuổi Hợi không thích tranh chấp, không thích mâu thuẫn trong cái cuộc sống, thậm chí là gì? Tránh xa những cái người mà nhỏ nhen, ích kỷ. Bởi vậy, họ thích hợp với những công việc mang tính chất xây dựng cộng đồng. Nếu như tham gia công việc có sức cạnh tranh ác liệt thì họ lại sẵn sàng chịu thua, chịu nhận phần thua về phía mình và rút lui. Ngay từ tuổi nhỏ thì họ đã là những người ham học hỏi, tìm tòi những thứ xung quanh. Cái sự nhẫn nhịn, tỉ mỉ sẽ giúp những người tuổi Hợi thành công trong các lĩnh vực, ngành nghề khác như là nghiên cứu khoa học, thiết kế v.v. Dù giỏi kiếm tiền nhưng mà họ nổi tiếng là những người mà tiêu hoang phí. Bởi vậy, những người tuổi Hợi sẽ không thích hợp với các vị trí quản lý tiền bạc, tài sản. Nếu mà làm ăn kinh doanh ý, thì những người tuổi Hợi có nhiều cái điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với cái sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử thì những người tuổi Hợi sẽ tạo dựng được nhiều cái mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn. Với cái con mắt tinh tế và cái óc phân tích sắc sảo sẽ giúp cho những người tuổi Hợi có cái cách nhìn khách quan, chính xác về cái nhu cầu của thị trường, từ đó sẽ quyết định đẩy mạnh cái hàng hóa kinh doanh. Tuy nhiên, những người tuổi Hợi lại có một số cái nhược điểm cản trở cái sự phát triển của họ trong vấn đề kinh doanh. Những người này thì dường như là không biết cách quản lý tiền bạc và chi tiêu làm sao cho hợp lý. Điều đó đôi khi nó khiến cho những người tuổi Hợi lại gì? Lỗ vốn trong chuyện kinh doanh. Nếu như mà công việc nó diễn ra suôn sẻ, thuận lợi ấy, thì những người tuổi Hợi cần phải suy nghĩ ngay và suy nghĩ cẩn thận trước khi mà quyết định cái điều gì đó. Đó. Hơn nữa, trong những cái tình huống gấp rút, bất ngờ thì cái sự quyết đoán mới chính là cái yếu tố giúp cho họ giải quyết vấn đề. Nếu mà có đam mê với cái lĩnh vực kinh doanh thì những người tuổi Hợi nên thử sức buôn may bán đắt, đặc biệt là bất động sản. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi là những người có tuổi thơ may mắn vì họ được sống dưới cái sự chăm sóc chu đáo, tận tình của người cha, người mẹ hoặc là người thân xung quanh họ. Họ được nâng niu, chiều chuộng như những viên ngọc, không bao giờ phải lo cái chuyện thiếu ăn thiếu thốn. Những va vấp đầu tiên trong cuộc đời cũng khiến cho những người tuổi Hợi trưởng thành hơn. Vậy nên là đó là cái lý do mà khi bước vào cái thời thanh niên ấy, những cái biến cố về cái chuyện tình cảm bắt đầu xảy ra và họ phải chịu nhiều cái khó khăn, phiền muộn về mặt tình cảm. Họ là những người lụy tình đó. Thế nhưng cái yếu tố may mắn vẫn theo những người tuổi Hợi suốt cuộc đời. Họ sớm trưởng thành và xây dựng được một cái cuộc sống, một cái gia đình, một cái nửa kia trọn vẹn với mình. Những người này thì rất coi trọng cái cuộc sống hôn nhân của mình. Vì vậy họ sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn những cái khoảnh khắc vui vẻ và cái hạnh phúc của gia đình. Mỗi khi mà gặp chuyện khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, thì những người của tuổi Hợi lại nhận được cái sự giúp đỡ, sự ủng hộ từ những người thân, từ bạn bè. Họ là những người thân thiện, có tấm lòng nhân hậu và tốt bụng. Vì vậy họ xứng đáng nhận được cái sự yêu thương, sự tin tưởng của mọi người. Nếu mà quyết định đầu tư vào kinh doanh, buôn bán, thì những người tuổi Hợi cần phải suy nghĩ, tính toán một cách thật cẩn thận. Đôi khi cái sự chần chừ, cái sự thiếu quyết đoán sẽ khiến cho họ bỏ lỡ nhiều cái cơ hội quan trọng để phát triển cái sự nghiệp của mình. Hơn nữa, cũng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào những người tuổi Hợi. Nếu không ấy, cũng sẽ dẫn đến những cái hậu quả khó lường. Thưa quý vị, chỉ cần có đam mê, ý chí quyết tâm, phấn đấu, nỗ lực thì những người tuổi Hợi sẽ xây dựng được một cái sự nghiệp vẻ vang, vững chắc. Cuộc sống của họ lúc nào cũng sung sướng, đủ đầy và không ít lần những người tuổi Hợi mất mát tài sản vì cái sự cả tin của mình. Bên cạnh đó thì những người tuổi Hợi cũng có nhiều ước mơ, có nhiều hoài bão trong cuộc đời, nhưng mà họ không bao giờ tham lam hay là ích kỷ vì cái lợi ích của bản thân mà làm tổn hại đến người khác. Khi làm việc thì những người này khá là cẩn thận, chậm chạp nhưng lại vô cùng là chắc chắn. Họ may mắn được trời phú cho cái tài năng và thích hợp với những lĩnh vực nghệ thuật. Nếu mà trở thành ca sĩ, bác sĩ thì lại là một người mà có cơ hội phát triển rất là xa. Đó là cái vận trình của những người tuổi Hợi. Vậy nên là họ là những người mà mặc dù là có tâm huyết, có đam mê, họ xông nhà trong năm 2024 trong một số con giáp rất là tốt, đặc biệt là tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Mùi thì sẽ rất là hợp với những người tuổi Hợi. Thế nhưng họ lại không nên tự xông nhà trong mình. Đó. Vì là cái cục diện tự hình nó sẽ khiến cho những người tuổi Hợi trở nên là cái xông nhà nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Cái dịp đầu năm mới là cái dịp mà để chúng ta có thể là mong cầu những điều tốt đẹp. Đấy. Vậy nên là những người tuổi Hợi nên chọn những người tuổi khác xông nhà, không nên tự xông nhà trong mình. Thưa quý vị, và để xét thêm thì tuổi Hợi tại sao lại không nên tự xông nhà thì chúng ta xét từng tuổi Hợi nhé. Đầu tiên chúng ta xét tuổi 1995 là tuổi Ất Hợi. Đó. Những người tuổi Ất Hợi là có mệnh hỏa, những người này có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt. Một khi mà đã đặt ra mục tiêu ấy, thì họ sẽ kiên trì đến cùng. Chừng nào mà chưa chinh phục được cái mục tiêu thì sẽ không bao giờ dừng lại. Họ thích tham gia vào những công việc tập thể, tinh thần trách nhiệm và cái sự nhiệt tình của những người tuổi Ất Hợi luôn được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao. Những người này thì biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Dù rất bận rộn với công việc nhưng mà họ vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc cái tổ ấm của mình. Một số ít những người tuổi Ất Hợi thì gặp khó khăn trong công việc, cái việc kiềm chế cảm xúc của mình ấy, họ dễ nóng giận và mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Trong tình yêu thì họ luôn khao khát được yêu và được cho đi cái trái tim nồng cháy của mình. Nhưng đôi khi ấy, cái sự hấp tấp vội vàng lại khiến cho những người tuổi Ất Hợi dễ gặp phải thất bại trong chuyện tình cảm. Tuổi thứ hai chúng ta xét là tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 hoặc là năm 2007, Đinh Thổ đúng không ạ? Những người tuổi Đinh Hợi thì giỏi trong cái việc xử lý tình huống bất ngờ, gấp rút. Cái điều tuyệt vời hơn là họ có khả năng xoay chuyển tình thế, gặp dữ hóa lành, biến bại thành thắng. Những người này mà khi mà làm việc thì rất tập trung, không có bất kỳ cái điều gì có thể làm cho họ phân tâm. Những người tuổi Đinh Hợi thì ham học hỏi và tích lũy cho mình những cái kiến thức, những kinh nghiệm bổ ích. Những cái hành trang ấy sẽ trở thành cái vũ khí sắc nhọn giúp họ vượt qua những khó khăn, những gian khổ, những thử thách trên con đường sự nghiệp. Mặc dù rất hòa đồng, thân thiện, nhưng mà những người tuổi Ất Hợi ấy lại thiếu tự tin khi giao tiếp. Bởi vậy họ không thích kết bạn, không thích làm quen hay là xây dựng cái mối quan hệ với những người khác. Chỉ với những người mà thực sự thân thiết và gắn bó thì những người tuổi Đinh Hợi mới có thể là tự tin, thoải mái trò chuyện và chia sẻ những cảm xúc của mình. Đó. Tiếp đến là những người sinh năm 1959 là tuổi Kỷ Hợi. Đó. Những người tuổi Kỷ Hợi được mọi người yêu quý bởi cái sự thân thiện, cái sự tốt bụng và cái tấm lòng bao dung, độ lượng của mình. Họ dễ dàng trao cái niềm tin của mình cho những người khác. Điều đó đôi lúc khiến cho họ thất vọng và bị tổn thương. Thế nhưng dù có phải trải qua nhiều cái nỗi buồn thế nào ấy, thì những người tuổi Kỷ Hợi vẫn luôn đầy lòng trắc ẩn, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Họ là những người sống lạc quan và hết lòng vì những người xung quanh. Nếu như ai đó cần giúp đỡ thì những người tuổi Kỷ Hợi sẽ sẵn sàng, không màng khó khăn để giúp đỡ họ một cách hết lòng. Nếu không thì họ sẽ cảm thấy có lỗi và cảm thấy ân hận với chính bản thân mình. Khi làm việc thì tinh thần hăng hái và nhiệt tình của những người tuổi Kỷ Hợi còn được mọi người đánh giá cao. Họ thường là những người tiên phong trong nhiều cái nhiệm vụ khó khăn và quan trọng. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Thưa quý vị, những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có mệnh Kim. Người này thì thích sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi mà đã quyết định điều gì đó thì không ai có thể lay chuyển được họ. Đó. Trong một số trường hợp thì những người tuổi Tân Hợi lại đạt được nhiều cái thành công nhờ cái sự quyết đoán và cái sự tự tin của mình. Nhưng trong một số cái trường hợp ấy, họ lại bị đánh giá là những người bảo thủ, cố chấp. Nếu gặp phải khó khăn thì những người tuổi Tân Hợi sẽ tự mình giải quyết, đối mặt với khó khăn, gian nan, thử thách. Trừ khi khó khăn vượt quá cái mức kiểm soát của họ, họ không thể nào tự mình vượt qua được. Lúc ấy thì những người tuổi Tân Hợi mới tìm đến sự giúp đỡ của người khác. Đó là tuổi Tân Hợi. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Quý Hợi. Những người tuổi Quý Hợi có ngũ hành thuộc thủy. Nhờ vào cái sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử mà những người tuổi Quý Hợi ấy, có nhiều cái mối quan hệ xã giao rộng rãi và được nhiều người yêu quý, tôn trọng. Họ giỏi cái việc kiềm chế cảm xúc và cái suy nghĩ của mình. Đó là cái lý do tại sao mà những người tuổi Quý Hợi luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh. Những người này thì giỏi kiếm tiền và có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ coi trọng danh dự, phẩm chất và chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, mỗi khi mà đảm nhiệm một cái công việc quan trọng hay trọng trách nào đó thì những người tuổi Quý Hợi luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất. Có một số người nói những người tuổi Quý Hợi bề ngoài lạnh lùng, trầm tư, nhưng họ lại có một cái trái tim vô cùng giàu tình cảm. Khi yêu thì những người tuổi Quý Hợi nói chung ấy, thì hy sinh tất cả cho những người mình thương yêu nhất. Đó là những người tuổi Hợi. Con giáp không nên tự xông nhà. Đấy. Tiếp theo một con giáp nữa mà cũng không nên tự mình xông nhà trong tất cả các năm nhé, thì đó chính là những người tuổi Thìn. 4. Thì những người tuổi Thìn vừa vướng về cục diện tự hình nữa, Thìn hình Thìn đấy, lại thêm cái phạm thái tuế nữa. Vậy nên là những người tuổi này là con giáp mà chúng ta không nên chọn làm tuổi xông nhà, tự xông nhà ấy. Mà cũng không nên xông nhà cho ai cả. Đó. Tiếp theo là đến những người tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất là những con giáp bị xung thái tuế. Vì thế mà những người tuổi Tuất cũng không nên tự xông nhà và cũng không nên xông nhà cho bất kỳ ai. Đó là tuổi thứ 5, đúng không ạ? Tiếp đến là tuổi thứ 6 là tuổi Sửu. Tuổi Sửu thì phạm vào phá thái tuế thì chúng ta cũng không nên chọn làm tuổi xông nhà cho con giáp nào cả. Và tuổi thứ 7 không nên chọn làm tuổi tự xông nhà nhé. Thì đó là tuổi thứ 7 là tuổi Mão, đúng không ạ? Tuổi Mão cũng không nên tự xông nhà và cũng không nên xông nhà cho những người khác. Đó. Không phải là do các bạn xấu mà cái vận khí năm nay nó không tốt. Thì các bạn nên mượn những người tuổi khác tốt lành như tuổi Thân, tuổi Dậu, đúng không ạ? Tuổi Tý, đấy, tuổi Hợi, tuổi Dần và tuổi Tỵ, tuổi Ngọ để xông nhà cho mình. Chứ tuyệt đối không nên tự xông nhà nhé, nó sẽ không tốt. Đó. Tiếp theo là thứ 7, thứ 8 là những người tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi trong năm nay thì vướng cục diện là Thìn và Mùi là tương hình, hình thái tuế. Vậy nên đây cũng không phải là một con giáp tốt lành gì để chúng ta tự xông nhà cho mình. Đó. Thưa quý vị, như vậy là trong năm 2024 năm Giáp Thìn có rất nhiều con giáp không thể tự xông nhà cho mình được. Và chúng ta có 4 con giáp. 4 con giáp thì các năm này năm nọ, bất kỳ năm nào cũng không nên tự xông nhà. Đó là tuổi gì? Thứ nhất là những người tuổi Thìn. Đó. Thứ hai là tuổi Dậu, thứ ba là tuổi Hợi và thứ tư là tuổi Ngọ. Đây là 4 con giáp tuyệt đối không nên tự xông nhà cho mình trong bất kỳ năm nào. Và trong năm 2024 thì chúng ta có 8 con giáp là không nên tự xông nhà, đúng không? Không nên tự xông nhà do gặp phải cái vận hạn xấu không phù hợp. Thứ nhất là tuổi Ngọ, thứ hai tuổi Dậu, thứ ba tuổi Hợi, thứ tư tuổi Thìn, thứ năm tuổi Tuất, thứ 6 tuổi Sửu, thứ 7 tuổi Mão và thứ 8 là tuổi Mùi. Đây là 8 con giáp không nên tự xông nhà cho mình. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Từ Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp không nên tự xông nhà cho mình trong năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.